giải phương trình bậc 2, quá đơn giản. Và MOS chọn 5 EQN. Chúng ta chọn vào AX bình cộng BX cộng C bằng 0, chọn số 3. Đó, nhập vô 3 bằng, trừ 4 bằng, 7 bằng, bằng. Kết quả X1 bằng 2 phần 3 cộng căn 17 phần 3 y. 2 phần 3 trừ căn 17 phần 3 y. Ok.